Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Tăng lệ phí trước bạ, mua xe bán tải có thể tốn thêm cả 100 triệu đồng. Với quy định mới về phí trước bạ cho xe bán tải sẽ áp dụng từ tháng 4 năm 2019, khách hàng sẽ phải tốn thêm hàng chục triệu cho tới cả 100 triệu đồng. Với quy định mới về phí trước bạ cho xe bán tải sẽ áp dụng từ tháng 4 năm 2019, khách hàng sẽ phải tốn thêm hàng chục triệu cho tới cả 100 triệu đồng cho việc đăng ký xe. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016 ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Theo đó, quy định mới quy định tăng phí trước bạ với ô tô vừa chở người vừa chở hàng, hay còn gọi là xe bán tải, có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống. Xe ô tô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg. Như vậy, mức nộp lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Hiện phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là từ 10 cho tới 12% tùy theo từng địa phương. Với quy định này, xe bán tải sẽ phải chịu lệ phí trước bạ trong khoảng từ 6 đến 9%, cao hơn nhiều so với mức 2% hiện nay. Ví dụ, một mẫu Ford Ranger hiện được phân phối tại Việt Nam với 8 phiên bản khác nhau có mức dao động từ 630 triệu cho đến 1,2 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe bán tải có nhiều phiên bản nhất và cũng như có giá cao nhất trong phân khúc. Nếu tính theo mức lệ phí cũ của Hà Nội là 2% thì phiên bản thấp nhất của Ford Ranger có giá 630 triệu đồng, khách sẽ phải nộp 630 nhân với 2% bằng 12,6 triệu đồng. Còn phiên bản cao nhất là 1,2 tỷ đồng, khách sẽ phải nộp 1,2 tỷ nhân với 2% bằng 24 triệu đồng. Nhưng nếu tính theo phương án mới bằng 60% so với xe con, tức là 12% trước bạ tại Hà Nội, khách phải nộp 45,36 triệu đồng, phiên bản thấp nhất có giá 630 triệu đồng và cho phiên bản cao nhất là 84,4 triệu đồng. Như vậy, với mức đề xuất lệ phí trước bạ áp dụng bằng 60% của xe con, khách hàng tại Hà Nội phải chi trả thêm 31,76 triệu đồng cho tiền lăn bánh, một mẫu Ford Ranger có giá 630 triệu đồng và 62,4 triệu đồng cho phiên bản cao cấp giá 1,2 tỷ đồng. Như vậy, khi áp dụng mức lệ phí mới, chi phí lăn bánh của các mẫu xe bán tải sẽ tăng lên hàng chục triệu đồng. Lợi thế ưu đãi về thuế nhập khẩu và phí trước bạ thấp của xe bán tải đối với các dòng xe khác sẽ không còn. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà doanh số của các hãng xe cũng sẽ chịu tác động không nhỏ, chủ một đại lý kinh doanh xe tại Hà Nội cho biết. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, phân khúc xe bán tải đang tăng trưởng nóng. Nhiều khách hàng thay vì lựa chọn những mẫu SUV cùng phân khúc đã quay ra chọn xe bán tải vì tính đa năng của nó vừa có thể chở người, vừa có thể chở hàng. Cùng với đó, tính năng của xe bán tải hiện không khác gì các mẫu sedan hay SUV, thiết kế cũng được trau chuốt hơn. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.